Bình Dương đang xây dựng bộ tiêu chí thu hút đầu tư có chọn lọc trên địa bàn tỉnh, ưu tiên thu hút các ngành lĩnh vực công nghệ cao, thân thiện với môi trường. Thu hút đầu tư có chọn lọc đã được tỉnh thực hiện từ rất lâu trước đây, chất lượng các dự án FDI ngày càng được nâng cao. Đến nay, tỉnh Bình Dương có 4.280 dự án đầu tư nước ngoài với tổng vốn 40,6 tỷ đô la, đứng thứ ba cả nước sau Thành phố Hồ Chí Minh và Hà Nội. Đáng ghi nhận là số lượng dự án FDI vào tỉnh Bình Dương không chỉ tăng nhanh mà chất lượng dự án được nâng lên rõ rệt. Tỉnh luôn nhất quán quan điểm không thu hút đầu tư bằng mọi giá mà có sự cân nhắc lựa chọn dự án đầu tư. Chúng tôi quan tâm đến cái việc thu hút đầu tư trong cái lĩnh vực ngành nghề chế biến, chế biến sâu, ví dụ như là chế biến gỗ, chế biến về nông sản, rồi thủy sản và một số cái loại mà hiện nay chúng tôi sử dụng những công nghệ là tiên tiến, có cái năng động sáng tạo, sử dụng công nghệ cao, ít cái tham dụng lao động, bảo vệ môi trường. Trong số 65 quốc gia và vùng lãnh thổ đăng ký đầu tư tại Bình Dương, khu vực châu Á có tổng vốn đầu tư chiếm hơn 75% tổng vốn đầu tư toàn tỉnh, gồm Trung Quốc, Nhật Bản, Singapore, Hàn Quốc. Những năm gần đây, một số quốc gia như Đan Mạch, Hà Lan, Thụy Sĩ đang có chiều hướng đầu tư mạnh vào tỉnh. Đây là tín hiệu cho thấy dòng vốn FDI chất lượng cao từ châu Âu đang ngày càng chảy mạnh vào Bình Dương. Tập đoàn Sisor Thụy Sĩ đã đưa nhà máy Sisor Việt Nam thứ tư tại Bình Dương đi vào hoạt động, không chỉ tăng gấp đôi khả năng sản xuất của tập đoàn tại Việt Nam mà còn phát triển thêm khả năng kỹ thuật. Sisor sản xuất điện tử chuyên sâu vào công nghệ cao. Năm 2024 này là cái năm mà chúng tôi phải tăng doanh thu lên, doanh số và theo kế hoạch là sẽ đạt năm nay là 30 triệu USD, vượt so với những năm vừa rồi là gấp đôi. Điều đó là cũng nhận thấy được rằng là chúng tôi đã có một cái hành trình kế hoạch đầu tư cụ thể, không những 2024, 2025 và 2026, trong 3 năm tiếp theo, để làm sao để nhà máy Sisor Việt Nam trở thành một cái trung tâm gia công bao mạch lớn nhất của tập đoàn Sisor tại Á Châu. Sau dự án xanh từ Lego, nhiều nhà đầu tư cũng có những cam kết xanh khi tìm hiểu đầu tư vào Bình Dương. Nhiều nhà máy đang hoạt động đã và đang chuyển đổi sản xuất xanh, giảm thiểu tác động đến môi trường, sử dụng nhiên liệu sạch, nhiên liệu xanh trong vận hành, hướng đến phát triển bền vững. Shenlong Bình Dương Paper được vinh danh trong top 100 doanh nghiệp bền vững Việt Nam do VCCI bình chọn là kết quả của những nỗ lực chuyển đổi sản xuất xanh của công ty. Chúng tôi cũng đã áp dụng mô hình kinh tế tuần hoàn để sản phẩm của mình đáp ứng được các yêu cầu xanh hóa của thị trường và khách hàng. Chúng tôi cũng đang tiến hành các giải pháp môi trường, xã hội và thực hiện cam kết đầu tư lâu dài và phát triển bền vững của công ty tại Bình Dương. Bình Dương đã và đang tiếp tục chuyển hướng thu hút đầu tư có chọn lọc theo hướng tăng hàm lượng chất xám, khoa học công nghệ cao và thân thiện với môi trường. Tỉnh đang xây dựng bộ tiêu chí thu hút đầu tư có chọn lọc trên địa bàn tỉnh. Khai thác những cơ hội mới, Bình Dương tích cực sang các nước châu Âu, Mỹ, Nhật Bản, Hàn Quốc để mời gọi đầu tư, đưa dòng vốn đầu tư chất lượng cao vào tỉnh, tạo sự lan tỏa, đưa nền công nghiệp Bình Dương lên phân khúc cao hơn, đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững.